Hello, xin chào mọi người đến với kênh chào của mình. Thì những ai chưa biết, mình là một seller bán hàng hiệu sách tay. Facebook của mình là Facebook bài gác, còn không thì các bạn vào cái bay của mình. Bay của mình là bay super gác. Nếu các bạn tìm không ra cái Facebook và cái bay thì các bạn gọi vào số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0988968897. Thì mình có dùng Zalo, mình có dùng iMessage. Các bạn muốn mua những mặt hàng nào order thì mình sẽ order cho các bạn và báo giá chính xác cho các bạn luôn. Thì để tránh cái việc mà lừa đảo mọi người, mình chỉ dùng duy nhất ba số tài khoản: Techcombank, Vietcombank và Sacombank, chứ mình không dùng bất cứ tài khoản đâu khác. Cho nên các bạn đừng giao dịch với những cái tài khoản khác nha. Thì hôm nay mình có bị bệnh đau họng á, và mình mới hết, thành ra là cái giọng mình nó hơi nghe nó kỳ kỳ. Cho nên mọi người thông cảm, mọi người chịu khó nghe xíu ha. Rồi thì bây giờ quay lại video. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái đồng hồ đến từ thương hiệu Gucci. Rồi bây giờ mình sẽ vào video để review chi tiết của cái đồng hồ này luôn nha. Và đây thì trên tay mình là một cái hộp Gucci đồng hồ nè mọi người nè. Cái hộp này là màu đen, tại vì do là cái em này là phiên bản kỷ niệm 25 năm mọi người, thành ra là cái hộp màu đen. Còn những cái phiên bản khác các mọi người thì cái phiên bản cái hộp nó là màu trắng, giống như là lúc trước của Gucci có mọi người, màu trắng và màu đen nó phối với nhau. Còn em này là full đen luôn đó mọi người nè. Và đây là cái mã của nó là IA1264063 đó mọi người thấy không, đó là cái mã của cái đồng hồ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem bên trong luôn ha. Bên trong thì mình mở ra, nó là một cái dạng như là một cái nắp đóng, rồi có một cái hộp nữa mọi người. Và cái hộp này là để mở ra như nè đó. Thì cái em này mình gửi về, thành ra là mình phải gói cho nó kỹ mọi người, để cho nó tránh cái việc mà gọi là va đập hoặc là nó chạy mọi người, thành ra cũng hơi khó. Cho nên mình phải quấn hai cái vòng bọc và mút mà chống suốt chống sốc mọi người nè đó. Và mình có bọc thêm một cái lớp ni lông nữa mọi người. Rồi thì chút nữa mình sẽ quay lại cái này sau ha. Thì ở bên trong hộp này nó chỉ có một cái này mình nghĩ chắc là một cái gì đó, cái thư hay là cái gift for gift gì đó mọi người đó, nói chung là cái gì vậy thôi. Mà nó cũng cái này thì mình nói chung là mấy cái đồng hồ này mình không có dùng bill nha mọi người. Đa số thì bây giờ túi hay là những cái hàng của Gucci á, mình đa số mình off bill nhiều. Còn bây giờ bill thì cũng có, mà bill là bill gift thôi nha. Bill gift thì bây giờ phiên bản mới mọi người, còn những cái này là phiên bản cũ rồi. Thì bạn cũ thì giờ mà các bạn mua mà muốn build thì cũng hơi khó. Đây, nó sẽ có thêm một cái mút nè mọi người nè, mút này để đựng đồng hồ mọi người ha. Mọi người không mang, mọi người bỏ vào đây thì nó sẽ giữ tốt cho cái da của mình hơn. Tại vì trước đó mình có bán những cái đồng hồ mà Gucci mà bằng dây, bằng cao su mọi người. Khi mà nó bắt đầu nó bị hư á mọi người, là mà mình sẽ không có tìm được những cái dây đó mà mình thay thế. Thành ra là mình thấy là các bạn xài, các bạn nên giữ kỹ cái phần dây này ha. Dây cao su của thằng Gucci thực chất mình thấy nó cũng dễ bị hỏng lắm mọi người. Nhiều cái nó bị đứt, bị gãy rồi nó. Do thời gian hoặc do mình không xài, mình để lâu mọi người, nó cũng sẽ bị phân hủy. Cũng giống như là những cái dây da của thằng Gucci hoặc là những đồng hồ khác luôn á. Thì hôm nay mình có một cái đồng hồ Gucci mọi người nè. Đó, cái này là phiên bản đặc biệt, phiên bản kỷ niệm 25 năm của thằng Gucci. Thì mình thấy những cái này là nó có những phiên bản rất là đẹp nè, con ong nè, con bướm nè, rồi những cái gì ta, cái kiểu giống như là một cái đi bay hay là những cái gì đó, nó làm rất là nhiều con rồng, con rắn, con cọp nữa, rất là đẹp luôn mọi người. Và nó có rất là phối, rất là nhiều kiểu, giống như là cái này nè mọi người thấy không, mặt trước nè, nó là một con bướm nha mọi người. Và con bướm này các bạn nhìn kỹ bên trong á, nó là con bướm dạng như là 3D, nó in nổi mọi người nè. Đó, nó không phải là in chìm nha, nó in nổi. Mà mình thích nhất là cái điểm là cái phần số 25. Số 25 mọi người để ý, số 25 ở trên đầu á, nhìn nó rất là đẹp và rất là tinh tế luôn. Và con bướm này mình thấy nó cũng đẹp nữa, nó có hai phiên bản nha mọi người. Một phiên bản là màu trắng nữa, màu trắng thì con bướm màu khác. Đó, thành ra là mình cái bản này nói chung là nó rất là hiếm, mà nó nhái rất là nhiều luôn mọi người. Các bạn để ý nè, những cái phiên bản này hoặc những phiên bản nào mà nó hiếm nữa mọi người, có nhiều shop đó, nó bán rất là nhiều luôn, nó có hàng rất là nhiều luôn. Chắc chắn với các bạn 100% đó là hàng phát, không đúng, hàng thiệt. Về cái hàng mà thiệt với là hàng phát mọi người thì so sánh cũng khó lắm, tại vì bây giờ cái đồ phát nó làm rất là gọi là rất là đẹp mọi người. Trên hình thì có thể là những cái chỗ mà bán hàng phát các mọi người nó sẽ lấy cái hàng real nó đăng lên, nhưng mà khi mà giao tới thì mình không biết như thế nào, tại vì mình cũng không có điều kiện để mà mình mua cái hàng phát mình về mà mình so sánh cho các bạn xem. Nhưng mà các bạn mua, các bạn có để ý hàng Gucci á, thì cái chỉ như là chi tiết này hay là những cái độ hoàn thiện của nó rất là tốt và rất là ok. Còn hàng phát á, nó nhái nhưng mà thật ra nó cũng sẽ sai một cái vài cái, giống như là form chữ nè, hay là về cái gọi là gì ta, cái những cái in này mọi người, giống như in dập rồi nó làm sẽ không có đẹp bằng cái thằng chính hãng ha.
size này mọi người, mình thấy là size 38. Size 38 thì thật chất là ai cũng nghĩ là size 38 sẽ rất là to, nhưng mà đối với mình thấy size 38 thì nói chung mà nó bình thường mọi người, nó không có to lắm. Tại nhiều người đó thì thích mang mang nhỏ, nhiều người thích mang to, thì nhìn 38 mình sẽ thành nghĩ là to, nhưng mà thật chất mình thấy là size 38 nó vừa với cổ tay của những người nữ mọi người, cả người châu Á của tụi mình luôn. Và cái em này được cái mạ vàng, nó là thép thôi nha mọi người, nó được mạ vàng thôi, thép này thép không kỹ nha mọi người ha. Và kính của nó là kính sapphire chống chày, nhưng mà chống chày một ở mức độ nào đó thôi, chứ không phải là chống chày giống như là 100% của thằng Prado. Và dây này là dây da đó nha mọi người nha. Dây da này á, mình để ý cái da này giống như là cái da của những cái túi mọi người, túi xách á đó. Đó, nó làm lên mọi người ha, rất là đẹp và rất là chi tiết. Ở mặt sau thì nó là có hình con mèo đó, hình con mèo là cái như là một cái biểu tượng riêng của nó luôn mọi người. Và ở mặt trước đây thì nó thấy là cái móc khóa của nó là khóa thường thôi mọi người ha, khóa kiểu như là mình gắp dây vào đó. Hay là khi các bạn mang, các bạn để ý nha, mang thật là kỹ, đừng có để cho nó gãy cái da này. Khi mà gãy cái da này rồi á, chúng ta thay cái da khác nó không có đẹp bằng cái da gốc của thằng Gucci ha. Thì cái em này là nó chạy pin nha mọi người, nó chạy pin rất là, pin của nó thì pin Thụy Sĩ mà, xài rất là lâu và rất là tốt. Khi mà hết pin thì các bạn cứ qua bên mình sẽ thay pin cho các bạn. Và ở bên hông này nó có một cái nút nè, cái nút này là cái nút có cái logo của thằng Gucci nè mọi người thấy không? Đó. Rất là đẹp. Và cách chỉnh giờ cũng đơn giản thôi mọi người, chỉ cần rút cái này ra và chúng ta chỉnh giờ thôi. Đây nó có kim giờ và kim phút thôi mọi người, còn kim giây thì không có mọi người ha. Thành ra là cái độ mà chỉ gọi là cái tiết kiệm pin nó cũng ok hơn nữa. Và đây là cái tag của nó, và đây là cũng là cái mã của nó luôn mọi người ha. Đó. Bây giờ mình sẽ thử ướp lên tay mình thử nha. Tay của mình là tay to mà khi mình đeo lên mọi người thấy không? Đây mình đang ngược ở đây cho nó dễ thấy ha. Đó, mọi người thấy không? Tay mình tay to nè, mà đeo lên nè. Đó, nói chung mà đeo lên thì mình thấy đối với mình đeo lên mình thấy nó rất là nhỏ. Nhưng mà tay nữ thì nhiều khi tay nữ nó nhỏ hơn á, nhưng mà đeo lên rất là xinh nha. Tại vì cái nhiều bạn nữ đó, đeo lên nó nhìn đẹp lắm, nó không có bị to và cũng không bị thô mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đó, rất là đẹp và rất là chi tiết luôn á. Nói chung mình thấy là rất là sang nè, đẹp nè, mà nó hiếm nữa mọi người, nó kiểu như là rất là hiếm luôn. Các bạn tìm cái này bây giờ khó lắm, nói chung là mua thì cũng có mọi người, nhưng mà số lượng rất là ít. Còn những chỗ khác mà nó lúc nào nó cũng có cái này liên tục mọi người, hay là nó có số lượng nhiều luôn á, thì các bạn nên để ý lại nha, các bạn phải coi lại cái điểm đó. Giá này mình thấy là giá cũng rất là cao mọi người, cái giá mà ở Việt Nam bán bây giờ cũng có 25 triệu một cái á, đối với mình bán thì mười mấy triệu thôi, mười mấy triệu, nói chung mà cũng mười mấy triệu cao chứ không phải là mười mấy triệu thấp đâu. Tại vì do cái thằng này nó rất là hiếm, và thằng Gucci nha, các bạn để ý nó không có cái giá nào mà dưới mười mấy triệu, coi như là không có cái giá nào dưới 15 triệu nha mọi người. Tất cái này nè, không có cái nào dưới 15 triệu và cũng không có cái nào dưới 10 triệu hay là 9 triệu, không có, tất cả đều fake hết, không đúng sự thật. Có những chỗ nó tụi bạn nó bảo hành cho các bạn auto trọn đời, nhưng mà khi mà các bạn bị hàng fake rồi, các bạn tìm nó ở đâu không biết, tìm nó ở đâu mà để trả, hoặc là khi mà tìm rồi nó sẽ nói là mày chứng minh cho tao hàng nó là hàng fake đi, rồi chẳng lẽ bây giờ mình cầm này mình đem ra ngoài cô chị cô chị nhiều khi người ta cũng không chết hay sao, đúng không? Các bạn phải mua là phải chọn đúng ngay cái chỗ mà chúng ta mua uy tín là ok nhất. Còn những cái chỗ khác là nói chung là nó sẽ lật lọng rất là hay, lúc đầu là bán cho các bạn nó rất là hoan nghênh và rất là bảo hành cho các bạn chính hãng nè, rồi bảo hành trọn đời ba la các kiểu. Nhưng mà khi các bạn bị rồi thì các bạn sẽ tới đó, các bạn nói nó thì nó sẽ chặn các bạn, tại vì mình đã có khách bị rồi, thành ra là mình chia sẻ cái thông tin này cho mọi người thôi ha. Rồi thì nếu mà các bạn người thích cái đồng hồ này á, nếu mà mình còn cái nào á mình sẽ báo cho các bạn, còn không thì mình còn một cái nhưng mà cái màu khác mình sẽ để hình bên đây, các bạn thích thì các bạn cứ inbox cho mình sẽ gửi hình chi tiết cho các bạn và báo giá chính xác cho các bạn luôn. Rồi thì nếu mà các bạn thấy cái video này hay, nếu mà các bạn thấy cái đồng hồ này đẹp, các bạn nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình, bấm nút chuông thông báo cái bên để nhận được những video mới nhất của mình luôn. Rồi bye bye, chào mọi người.